Ok, em Hoàng Anh nhé. Đấy, chào toàn thể anh em, chào toàn thể các bác. Đấy thì ngày hôm nay thì em lại quay trở lại với anh em và các bác, thì là em có một cây cây FX Impact M3. Đấy em gửi đến cho anh em và các bác để cho anh em và các bác tham khảo. Đấy. Thì hàng này thì em cũng nói luôn là hàng copy nhé các bác nhá. Đấy hàng copy. Đấy giá của nó thì cũng tương đối là cao. Đấy giá thì cây này em cũng đang bán với giá là 44 triệu. 44 triệu là cả kính nhá. Đấy. Thì em bán với giá là 40 triệu thì là không kính. Đấy thì sau đây thì em cũng xin nói về cấu hình của cây này luôn. Đấy. Thì là và trên bộ quy này. Đấy, em sẽ đầu tiên em sẽ nói ở bộ quy nhá. Đấy. Bộ quy này thì là lòng cũng kéo về đằng sau nhá. Đấy, cũng kéo về đằng sau này. À, bộ hơi sử dụng bộ hơi Power Perum này. Đấy. 720. Đấy, bộ hơi. Đấy, bộ hơi nhá. Đấy có chốt an toàn và bộ phận tay đòn. Đấy bộ phận tay đòn thì các bác là có thể là bộ phận tay đòn này các bác có thể chuyển sang bên mặt bên kia nhé các bác nhé. Đấy, chuyển sang mặt bên kia. Đấy, bên kia nó cũng có hai cái lỗ để các bác bắt cái tay đòn này vào. Đấy, lỗ để các bác bắt ốc để bắt tay đòn nhé. Đấy, chuyển sang hai bên. Đấy, rất chi là tiện lợi nhé. Đấy. Và trên cái bộ quy này thì là nó sử dụng nó là có hai cái bộ điều áp nhé. Đấy, sử dụng là hai bộ điều áp ở trên cái quy này, ở trên cây củi này nhé. Đấy, sử dụng hai bộ điều áp, một bộ điều áp chính và một điều áp phụ. Đấy, điều áp này thì em cũng nói luôn là điều áp là hàng copy. Đấy, là hàng copy. Các bác có thể là lắp điều áp chính hãng. Đấy, điều áp chính hãng của nó là điều áp Huma nhé. Đấy, thì trên cái điều áp thì các bác có thể chỉnh áp ở đây. Đấy, nó có con ốc lục giác. Đấy, các bác có thể chỉnh ở đây. Đấy, rất chi tiện lợi nhé. Đấy. Con này tất cả những bộ phận của nó thì là đều là chỉnh ở bên ngoài hết. Đấy. Điều áp chính này, điều áp phụ thì nó nằm ở đây. Ở đầu cái bình này. Đấy. Điều áp phụ nằm ở đầu cái bình này. Đấy. Có hai điều áp nhé. Đấy, các bác có thể lắp đồng hồ của Waima. Đấy, em lắp là copy nên em chỉ lắp đồng hồ Waima, hoặc các bác có thể lắp lắp điều đồng hồ chính hãng, đồng hồ Wika của Đức. Đấy. Cực kỳ ok nhé. Đấy thì đây là coi cái đồng hồ của cái điều áp chính này. Đấy, đây là đồng hồ điều áp chính. Đồng hồ điều áp phụ nằm bên này. Đấy. Nằm ở bên này nhé các bác nhá. Đồng hồ điều áp phụ nằm bên mặt kia. Đấy. Và trên bộ quy này thì là có lúm chỉnh ti xả bù đập này. Đấy, lúm chỉnh ti xả bù đập cực kỳ to, các bác có thể là vặn tay luôn ở đây. Đấy, rất chi ok nhé các bác nhá. Đấy. Rất chi ok. Đấy thì cái để các bác tăng chỉnh búa đập thì ở đây. Tăng chỉnh búa, lò xo búa thì ở đây. Đấy, em sẽ bỏ quay sang mặt bên này nhé. Đấy, thì hôm nay cũng đang đi test giả hàng khách ở ngoài trời nên là em cũng đang quay mình. Đấy. Các bác tăng chỉnh búa đây. Chỗ các bác tăng chỉnh búa này, đây. Đây là chỗ các bác tăng chỉnh búa. Đấy. Đấy, nó có thể xoáy bằng tay này nhá. Đấy, rất chi là tiện lợi. Hoặc các bác có thể là chỉnh bằng đây. Ở đây nó có một con gọi là con ốc đi. Đấy, các bác có thể chỉnh đây, xoáy đây. Rất chi là ok nhá. Đấy. Có hai bộ phận để các bác chỉnh luôn. Đấy. Đấy là trên bộ quy. Đấy, thì cây này thì em đang sử dụng lòng Super Heavy nhá. Đấy. Bản 60cm. Đấy, bản 60cm bọc carbon nhé các bác nhé. Đấy, bọc carbon. Đấy, cái lòng này thì các bác chơi lấm xà lung thì khỏi phải nghĩ rồi, không phải bàn nhé. Đấy, quá ok rồi, cái lòng này thì là nhập Thụy Điển. Đấy, 5 khương tuyến nhập từ trong ra ngoài. Đấy. 5 khương tuyến nhập từ trong ra ngoài nhé. Đấy, nhập chính hãng của công ty Thụy Điển. Đấy, lòng Super Heavy. Và một cái nữa là bình. À, và giảm thì ở cây này thì cũng là giảm bọc carbon nhé, làm bằng carbon. Đấy, đầu làm bằng carbon này các bác nhé, cực kỳ êm luôn. Bao nhiêu mà phê em sẽ lên đạn em test thử cho các bác nghe luôn. Đây các bác nhìn nhé. Đấy, cực kỳ là êm. Đấy, rất chi ok. Đấy, bộ phận tì vai cũng các bác có thể là chỉnh xuống này. Đấy, bộ phận tì vai. Vai các bác ở khoảng nào các bác chỉnh chỗ nào hợp lý các bác xoáy ốc vào. Đấy, cực kỳ là ok nhá.
Đó. Đó. Đấy, bình carbon thì ở cây này cũng là bình 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 gọi là bình Acel. Đấy, bình này thì cũng đắt gấp đôi cái bình Parac kia. Đấy, đắt gấp đôi bình Parac bình thường. Đấy, cực kỳ ok luôn. Bình rất chi là đẹp. Nhám ơi. Đấy, cực kỳ ok nhá các bác nhá. Đấy. Thì cuối cùng là kính. Kính cây này thì em đang lắp cho nó kính Vector. Đấy. Kính Vector nhá. Vector Office Orion 4x16x44 FFP. Đấy, chống rung chống giật, chống nhảy tâm cực kỳ tốt, tâm số khắc kính. Đấy, chỉnh rear stop các bác nhá. Đấy, cực kỳ ok luôn. Các bác nào mà chưa biết chỉnh rear stop như nào thì các bác có thể là tham khảo qua số điện thoại này, em sẽ nói chi tiết hơn để các bác hiểu thêm nhá. Đấy. Đây thì em cũng lắp cho cái chân kính liền khối luôn, cũng rất chi là đẹp. Đấy, cây củi đây. Tổng thể cây củi đấy các bác nhá. Đấy, rất chi là đẹp. Đấy. Điều cuối cùng của em ở đây thì là cái băng đạn. Đấy, băng cũng là băng copy. Đấy, băng chính hãng của nó thì làm bằng nhựa thôi. Đấy, băng copy là làm hẳn bằng nhôm nhá các bác nhá. Đấy. Rất chi ok. Đây. 28 viên băng đạn 28 viên. Sử dụng đạn 5.5. Đấy. Cực kỳ là ok luôn. Đấy. Ok nhá các bác nhá. Đấy. Thì là cây này em đang bán với giá 44 triệu nhé. Đấy, 44 triệu. Giá tương đối là cao các bác nhé. Đấy, các bác lên tham khảo. Đấy. Thì là video thì em cũng xin nói đây thôi. Đấy, cách thức giao dịch thì vẫn là gửi xe nhé. Đấy, cấu hình cao như này thì em chỉ gửi xe thôi. Đấy. Gửi xe, nhận hàng. Mở ra xem hàng đúng thì thanh toán. Đấy, lạch ra một tí thôi chứ không phải mở ra xem hẳn nhé. Đấy. Cực kỳ ok nhá. Đấy thì video thì em cũng xin nói đây thôi. Các bác xem video thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh cũng như là nhấn một nút chuông để được cập nhật những sản phẩm tiếp theo gửi đến cho anh em nhé. Rồi xin chào tất cả anh em và các bác. Hẹn anh em và các bác ở trong clip tiếp theo.